Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh youtube CCTV Vlog Kênh mới nhất của Hoàng Dôn Trang Trang TV Mong rằng các bác thích ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video Nhấn nút chuông thông báo, cảm ơn các bác rất là nhiều nha Trở lại video clip ngày hôm nay Thì lúc mà tôi đang rảnh rỗi, chờ đợi, ngồi trên xe vui vẻ Thì tôi có cái suy nghĩ thế này suy nghĩ về cái câu chuyện về về thầy Trân quang đúng không thầy thích Trân quang hay còn gọi với cái tên là vương tuấn việt người có thể nói rằng là đi tu nhưng mà cái số lượng tai tiếng nó để lại nhiều hơn bất cứ cái vị nào có lẽ chỉ thua hoặc là ngang bằng với cả thầy thái minh của ba vàng mà thôi và thầy đấy thì cũng vừa gây sốc dư luận bằng cách rằng là có được một cái bạn nó gọi là bằng tiến sĩ luật trong một cái thời gian siêu phàm 2019 đã mới tốt nghiệp đại học và 2021 thì đã có ngay được một cái nó gọi rằng là bằng tiến sĩ có ngay được cái nó gọi là bằng tiến sĩ à, như vậy thì các bác có thể thấy rằng là cái thời gian nó rất là nhanh chúng ta phải nói rằng là thầy là một con người tuyệt vời bởi vì thầy rất giỏi rất giỏi trong cái việc mà xin thưa với các bác À, đó chính là cái việc mà học đúng không ạ? À, không phải dễ dàng được như thế đâu. À, nhà tôi có nhiều người làm tiến sĩ nhà tôi biết là cái số lượng để xin thưa với các bác rằng là nó phải tầm đến 10 mười, mười mấy năm khi ra trường thì mới có thể có được cái bằng tiến sĩ. À, tức là trình độ chuyên môn rồi là vân vân nghiên cứu thì nó phải rất là khủng khiếp rồi. Chứ còn như thầy thì 58 tuổi học đại học và đến năm 62 tuổi thì có được cái bằng tiến sĩ thì trong vòng có 4 năm trời thôi thì đấy nó là gọi là thiên tài chứ không phải là nó là một cái gì đó nó nó nhẹ nhàng đâu đó. từ đây khỏi bàn cãi nha các bác là thiên tài rồi cái này thật sự là hỏi trường đại học luật thôi chứ còn đúng đúng theo như như vậy thì đúng chỉ là chỉ có là thiên tài mới được như thế đó và đó là thiên tài thì chúng ta cũng sẽ nhìn theo cái nghĩa này à, nhìn theo cái nghĩa này để mà thấy rằng là đặt một câu hỏi rằng là chắc chắn là thiên tài họ sẽ nghĩ khác với người bình thường chúng ta, đúng không? khác với người bình thường chúng ta, cho nên họ sẽ có những cái hành động và có chính có những cái hành động và sẽ có những cái uh, suy nghĩ nó khác với người thường, nó sẽ ở một cái tầm tương lai nó rộng rãi rộng hơn rất là nhiều. vậy thì có bao giờ các bác nghĩ một cái câu thế này? tại sao thầy Trân Quang lại học cái bằng luật không? đó, và rồi học lên tiến sĩ luật không? Mục đích thầy làm như thế thì làm gì? Nếu mà thầy đi tu thì rõ ràng là đi tu từ xưa rồi. Thì bây giờ giảng đạo rồi có chùa riêng, có vân vân ở kia. Thì đâu phải là một cái cái gì khó khăn đâu. Rồi Phật tử rồi là mọi người sẽ nuôi thầy hết đời cơ mà. Vậy thì thầy tại sao thầy lại phải đi học cái bằng tiến sĩ luật? Mà cái bằng này thì nó đâu có liên quan đến công việc của thầy. Đúng không ạ? các bạn nghĩ đi nghĩ lại có sẽ thấy à, tham danh là một chuyện thôi hôm nay tôi nói cái chuyện là thầy tham danh nhưng mà tham danh thì cũng chỉ là một câu chuyện thôi nó không phải là tất cả và kể có tham danh đến mấy mà tự dưng người ta lại chọn đến uh, người ta lại chọn là bỏ chuyện mấy năm trời để mà đi học rồi học lên tiến sĩ thì tôi nghĩ rằng là có nhiều cách dễ dàng hơn để mà có được cái cái danh đấy đúng không vậy thì mục đích của thầy là gì Thế thì trong cái lúc chờ đợi ở đây tôi phải mất một tiếng tôi chờ đợi. Tôi ngồi ở đây à, tĩnh tâm suy nghĩ để xem rằng động cơ mục đích của thầy chân quan là gì. Và sau rồi tôi mới phát động ra là à, hóa ra là vậy. Đúng rồi, đúng rồi, hóa ra là vậy. Và lúc này thì tôi mới suy nghĩ mãi thì mà tôi thấy rằng là thầy chân quang phải nói rằng đẳng cấp có tầm nhìn không phải là dạng vừa đâu mà thật sự đó chính là cái suy tính rất lâu của thầy Trinh Quang rồi đấy không phải dạng vừa đâu nhé các bác nha thế thì thầy làm cái đấy để làm gì thì tôi tiên đoán rằng á tôi tiên đoán thế này chắc là bằng cái năng lực siêu phàm của một thiên tài như mình vừa là thiên tài học giỏi nhưng mà vừa là cái người mà đắc đạo thì chắc là thầy cũng đoán được cái nhân mà mình gây ra À, tức là từ cái nhân mình gây ra Thì nó sẽ tạo ra cái quả gì Và từ đó là thầy sẽ có những cái hành động Để mà thầy nó xử lý trong những cái vấn đề đấy Bởi vì thầy là người nhìn được nhân quả mà Nhìn thấu luật nhân quả mà Biết được rằng là kiếp trước làm gì Kiếp sau làm gì Thì nói gì đến cái chuyện rằng là Thầy không biết trước được cái sự việc như ngày hôm nay Đúng không ạ Như ngày hôm nay à, Vậy thì tôi đoán thế này Chắc là thầy cũng nghĩ rằng là Những cái việc của của mình á thì sớm muộn thì người ta cũng để ý cộng đồng mạng sớm muộn thì cũng sẽ biết thế rồi cái việc mà thầy à, coi rằng là sửa giới luật rồi vân vân rồi bị cấm túc cấm vân vân nọ kia thì sớm muộn gì thì người ta cũng sẽ xử lý rồi cái việc mà làm ra cái chúng thanh niên á làm u mê mụ mẫm con người mà từ đó gây ra cái nguy cơ mất an ninh rất cao thì sớm muộn gì thì bên an ninh người ta cũng sẽ có người người ta suy nghĩ và người ta đánh giá rằng là thầy là một cái nguồn nguy hiểm à, chính vì thế cái việc mà thầy tại vị để mà tu á tại vị để mà tu là một thầy tu á thì khả năng là sau này sẽ rất khó đó khả năng là sau này sẽ rất khó à, cho nên cái việc mà kiếm tiền bằng thầy tu là nó đã khó rồi thì sau này sẽ rất khó rồi. Vậy thì cũng phải có cái nghề gì để mà kiếm sống. À, chắc là thầy sẽ nghĩ rằng là. Sẽ đến một ngày nào đó. Mình sẽ bị đuổi ra khỏi chùa. Mình <laughs> đuổi ra khỏi chùa. Rồi. À, mặc dù là tích cóp được tiền của. Nhưng mà biết làm sao cho đủ được. Lúc nào cũng phải tích cóp thêm. Lúc nào cũng sẽ phải có những cái. À, gọi rằng là thêm. Rồi là vân vân nọ kia. Để mà kiếm tiền. À, đúng không ạ. Chứ không phải là lúc nào cũng cũng, cũng, có tiền được. thế cho nên là thầy bằng cái tầm nhìn siêu việt đó thì thầy sẽ nghĩ rằng là mình sẽ phải học luật và từ cái luật này là thầy có thể là hành cái nghề luật sư đó hành cái nghề luật sư và từ đó thì có thể nói rằng là kiếm được nhiều tiền đó bởi vì trong những cái lứa đệ tử của thầy ở phật quang á à, cũng có nhiều các vị là có chức sắc à đặc biệt là các bác thấy rằng là trong đó thì chúng ta thấy rằng là nhiều vị còn mặc cả những bộ quân phục rồi là cảnh phục đến để mà nói vân vân thế thì toàn bộ cái chỗ này là chúng ta thấy là thầy phải nói rằng là thầy có mối quan hệ rất rộng rất lớn à, chính thế cho nên là khi hành nghề luật sư thì ngoài cái việc mà luật viết các thứ ra thì thầy hoàn toàn có thể rằng là hỗ trợ ví dụ như là bác nào cần có án mà muốn chạy án kiểu kiểu đấy thì cái lĩnh vực này là thầy này có thể là giúp được à, với vai trò luật sư thì tất cả những đồng tiền nó sẽ là rất là chính ngạch và sẽ được xuất hóa đơn rồi sẽ được xuất dịch vụ vân vân tất cả đều rất là ok à, thế cho nên ấy, tôi nghĩ mãi thật sự tôi nghĩ mãi nghĩ đi nghĩ lại thì tôi mới phát hiện ra rằng là đấy mới là con người đẳng cấp à, cực kỳ đẳng cấp đúng không tức là nhìn thấu được cái vị lai để biết được rằng là cái số phận mình là sắp tới khả năng rất cao là sẽ thế nọ thế kia cho nên là phải có một cái bước đi nó gọi là bước đi là backup up à, tức là backup tức là cái bước đi này là cái bước đi mà backup tức là cái bước đi này là cái bước đi mà 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 gọi là chuẩn bị trước cái tương lai cho mình và muốn có được tương lai cho mình thì mình phải tranh thủ cái thời gian đó để mà thật nhanh để kiếm được cái bằng cái bằng tiến sĩ và từ đó là sau này cái bằng tiến sĩ là nó sẽ đẻ ra tiền cho mình đó và đó là cái mà chúng ta thấy cơ bản thì tôi nghĩ nó là như vậy cho nên là các bác đừng có coi khinh thầy cái bằng tiến sĩ nó quan trọng lắm đấy không phải dễ đâu mấy ông luật sư bây giờ mấy ông có được bằng tiến sĩ đâu bằng tiến sĩ luật đâu chỉ có đến cử nhân hoặc là hoặc là thạc sĩ là hết chứ còn để đến mức tầm độ tiến sĩ luật thì thì cực kỳ khó, đó, cực kỳ khó, à, cho nên ấy, là với sau này mà thầy đi hành nghề luật sư nhé, ví dụ như bị đuổi khỏi chùa hay thế nào đó, vân vân mà đi hành nghề luật sư nhé, thì các bác nhớ đến cái video clip này, là tôi đã tiên đoán từ trước rồi đấy, à? cho nên là mọi hành động, mọi hành vi ấy, trong cuộc sống ấy, nó không phải là không có lý do đâu, nó không phải để làm cho vui, làm cho chơi đâu, mà ẩn sâu đằng sau nó nó phải có cái động cơ đó cái động cơ và không biết các bác nghĩ thế nào có phải là cái cái giả thiết của tôi là cái đúng hay không hay rằng là các bác sẽ nghĩ rằng động cơ của thầy là ra làm sao chỉ là thuần túy là hư danh hay thực tế là ẩn sâu trong đó là còn nhiều cái vấn đề nữa đúng không ạ đôi điều chia sẻ các bác mọi người cảm ơn tất cả các bác đây chỉ có chuyện vui thôi chúc các bác một ngày tốt lành nha